Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 16 tháng 10 năm 2021, giá tôm ở miền Tây tiếp tục tăng mạnh. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Bạc Liêu tăng 1.000 đến 3.000 đồng. Tôm thẻ size 30 con lớn giá 159.000 đồng 1 kg, tăng 3.000 đồng size 30 con nhỏ giá 156.000 đồng, tăng 3.000 đồng. Size 40 con giá 136.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng. Size 50 con giá 118.000 đồng. Tôm thẻ size 60 con đang có giá 110.000 đồng 1 kg. Giá tôm sú oxy tại khu vực Bạc Liêu tăng nhẹ. Cụ thể Tôm sốt size 50 con giá 139.000 đồng 1kg, size 60 con 129.000 đồng 1kg, size 70 con đang có giá 118.000 đồng, tôm sốt size 100 con đang có giá 90.000 đồng 1kg. Tiếp theo, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực sóc trăng tăng nhẹ. Theo đó, Tôm thẻ size 20 con lớn đang có giá 246.000 đồng 1 kg. Size 20 con nhỏ 242.000 đồng. Size 25 con lớn giá 188.000 đồng 1 kg. Size 25 con nhỏ 183.000 đồng. Size 30 con lớn giá 157.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ 153.000 đồng. Size 40 con lớn giá 136.000 đồng. Size 40 con nhỏ giá 134.000 đồng. Size 50 con lớn giá 118.000 đồng 1 kg. Size 50 con nhỏ giá 115.000 đồng. Size 60 con giá 108.000 đồng. Size 70 con giá 102.000 đồng 1 kg. Size 80 con giá 95.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con đang có giá 86.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Cà Mau, giá tôm thẻ chân trắng ao bạc kiểm kháng sinh tăng mạnh đến 3-5.000 đến đồng. Cụ thể, tôm thẻ size 20 con lớn đang có giá 246.000 đồng 1 kg, tăng 3.000 đồng. Size 20 con nhỏ giá 244.000 đồng, tăng 2.000 đồng size 25 con lớn giá 190.000 đồng 1 kg. Size 25 con nhỏ thu mua với giá 186.000 đồng. Size 30 con lớn có giá 160.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng. Size 30 con nhỏ giá 156.000 đồng. Size 40 con đang có giá 136.000 đồng. Size 50 con có giá 119.000 đồng 1 kg tăng 2.000 đồng. Size 60 con có giá 110.000 đồng. Tôm thẻ size 80 con có giá 95.000 đồng 1 kg, tăng 5.000 đồng. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu